không tin cũng tăng tin mà chưa gặp khách nào một ngày cắt được 8.000. Thế khách chỉ thế người ta mới mua được nhiều. Dám làm hai xe rồi. Tháng năm như tháng năm thề với chị luôn đắt hay rẻ nhá. Lắm. Đã chín thì cặp nhầm chị. Ở đây, tường người thì tháo đây em lấy chị nào. Nhìn mẹ không có 2.200, 2.300 tao là con chúa. Nhìn để đấy tao giá 10 triệu nó không phải đúng vừa. Nó bảo lúc đấy mà bán tiền thì không nghĩ à kiểu gì. Nhìn phá này, đúng giờ thì mua 3 rồi. Hả? Dăm 2, dăm 3 nhỉ? Thì nhỉ? Dăm 2 3 đấy ạ. Dăm 3 mà nhìn đứng gần này, có đi đồ của hai vợ chồng, có thể sao lấy chồng giả. Mày chỉ được tính vào 996 thôi. Không nhầm một quán thôi, cứ đổ ra thôi. Ấy, cái rồi ra, cái bao này đấy.